Chào mừng các em đến với kênh Lời Giải Hay. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài, viết bài tập làm văn số 6, văn tả người trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6, tập 2, trang 94. Đến với các đề bài trong ngày hôm nay. Đề 1. Em viết bài văn tả người thân yêu và gần gũi nhất với mình như ông bà, cha mẹ hay anh chị em. Đề số 2. Hãy miêu tả hình ảnh mẹ hoặc cha khi em mắc lỗi. Đề số 3. Hãy tả lại hình ảnh một cụ già đang ngồi câu cá ở bên hồ. Đề 4. Em đã có dịp xem vô tuyến, phim ảnh, báo chí, sách vở về hình ảnh một người lực sĩ đang cử tạ. Hãy miêu tả lại hình ảnh ấy. Và đề số 5. Em hãy tả lại một người nào đó tùy theo ý thích của bản thân mình. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các em lập dàn ý cho từng đề. Đến với đề số 1. Yêu cầu của đề là viết bài văn tả người thân yêu và gần gũi nhất với em. Cô gợi ý, phần mở bài, các em giới thiệu về người mà em định tả. Ở đây, cô hướng dẫn các em viết một bài về mẹ. Thân bài có các ý như sau. Thứ nhất, em tả chung về mẹ. Mẹ là một người nhẹ nhàng, hiền lành và hay giúp đỡ mọi người. Tả chi tiết thì có hình dáng, khuôn mặt, vầng trán cao, đôi lông mày cong cong, đôi mắt mẹ lấp lánh, biết cười, mũi mẹ hơi cao và rất hợp với khuôn mặt. Nụ cười thì tỏa nắng, hàm răng trắng đều. Mái tóc của mẹ như thế nào? Bàn tay mẹ ra sao? Tính cách của mẹ thì mẹ hiền lành và dịu dàng. Hoạt động thì có thể kể, mẹ rất khéo tay trong việc trang trí nhà cửa, cắm hoa và nấu ăn, đặc biệt là món canh cá. Ngoài ra, mẹ còn hay hướng dẫn em học bài và cho em đi chơi vào mỗi cuối tuần. Phần 3, kết bài, em nêu cảm xúc của mình đối với mẹ và hứa điều gì đó. Tiếp theo, đến với đề bài số 2. Đề này yêu cầu các em miêu tả hình ảnh mẹ hoặc cha khi em mắc lỗi. Cô gợi ý, trong phần mở bài, các em giới thiệu chung về mẹ và nêu vấn đề khi em mắc lỗi, đó là em cãi lại mẹ. Phần thân bài, ý đầu tiên, em tả lại tình huống mà mình mắc lỗi, đó là em làm rơi đĩa, không chịu nhận lỗi, thậm chí còn cãi lại mẹ. Tả mẹ khi em đã cãi lại mẹ, mẹ vô cùng ngạc nhiên khi em đã cãi lại mẹ như thế. Sau đó, mẹ im lặng, không nói gì, và ánh mắt của mẹ rất buồn. Phần 3 là kết bài. Trong phần này, em nhận ra lỗi lầm của mình và xin lỗi mẹ, hứa từ sau không như thế nữa. Đến với đề bài số 3, hãy tả lại hình ảnh một cụ già đang ngồi câu cá ở bên hồ. Đối với đề bài này, trong phần mở bài, các em đi giới thiệu về người mà mình định tả. Thân bài, đầu tiên em tả bao quát về cụ, đoán xem cụ bao nhiêu tuổi, trông như thế nào. Sau đó đi tả chi tiết, đầu tiên là mái tóc, rồi đến đôi lông mày. Tiếp đến, các em tả hoạt động câu cá của cụ. Cụ tỉ mỉ cho mồi câu cá vào cần, nhẹ nhàng vung cần câu xuống hồ. Dáng cụ ngồi tĩnh lặng, thở nhẹ để không làm cá giật mình. Thỉnh thoảng thấy cái cần câu nhúc nhích, cụ nhanh chóng giật mạnh và cụ vui mừng, hồ hởi vì đã câu được cá. Cuối cùng là phần kết bài. Phần này các em nêu lên nhận xét về cụ. Tiếp tục đề bài số 4. Em đã có dịp xem vô tuyến, phim ảnh, báo chí, sách vở về hình ảnh một người lực sĩ đang cử tạ. Hãy miêu tả lại hình ảnh của anh ấy. Đầu tiên là mở bài. Phần này các em giới thiệu về người định tả. Ở đây cô hướng dẫn các em tả về lực sĩ cử tạ Thạch Kim Tuấn. Tiếp đến, trong phần thân bài, ý đầu tiên các em tả chung về lực sĩ cử tạ là khỏe khoắn, tay chân săn chắc. Tiếp theo, tả chi tiết về hình dáng, khuôn mặt, nụ cười, làn da, hoạt động. Mỗi lần nhấc cử tạ thì anh cố gắng hết sức gồng tay lên để nhấc tạ. Có lúc anh căng thẳng tâm lý khiến động tác kỹ thuật thiếu chính xác. Và anh đã giành huy chương vàng khi vượt qua mức cử tạ 146kg ở lần đầu tiên và 149kg ở lần thứ hai, đúng không nào? Cuối cùng là phần kết bài. Phần này, các em nêu lên cảm xúc của mình đối với anh Kim Tuấn. Đề bài số 5. Em hãy tả lại một người nào đó tùy theo ý thích của bản thân mình. Ở đây, cô hướng dẫn các em tả về người bạn thân. Phần mở bài, các em giới thiệu đối tượng miêu tả của mình là người bạn thân. Thân bài, ý đầu tiên các em tả ngoại hình của bạn như dáng người, mái tóc và đôi mắt. Tiếp đến là tính nét và tài năng, bạn dễ mến hay giúp đỡ bạn bè, học giỏi, có tài lẻ là thể thao hoặc ca hát.
kỷ niệm sâu sắc với em, đó là hai người giúp đỡ nhau trong học tập, bạn còn dạy em chơi thể thao, chép bài, giảng bài cho em khi em bị ốm. Cuối cùng, trong phần kết bài, em nêu lên tình cảm của bản thân đối với bạn. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em soạn bài, viết bài tập làm văn số 6, văn tả người trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6, tập 2, trang 94. Hy vọng rằng những gợi ý vừa rồi có thể giúp các em hoàn thành bài viết của mình thật tốt. Các em cũng có thể lên trang lời giải 2.com để lắng nghe thêm bài giảng của những bài khác. Chúc các em học tốt, tạm biệt các em và hẹn gặp lại!